Rồi chiều thứ sáu em có lên clip một con F2 tơ chữa chữa bao bê trên 6 tháng anh chị. Con chữa bao khám bò này tầm 1m4 anh chị. Đó thì 1m4 ăn hơn đó anh chị ơi. Đó thì thùng lớn đòn dài. Có 4 vú điều đó anh chị ơi. Thì xuống bầu từ từ rồi nha anh chị. Đó thì tơ ria tơ chữa. Con chữa bao khám. Đó. Thì đuôi lớn anh chị, thùng to, đòn dài. Bò này tầm 1m4 trên 1m4 anh chị. Đó sừng có chút xíu đó anh chị ơi, hiện dạng thùng lớn. Lông da bóng dần anh chị ơi. Đó. Thì anh chị gần xa thích con F2 tơ chữa này về mình nuôi ghép, nuôi lấy sữa bao ok anh chị ơi. Đó. Bò đẹp lắm anh chị ơi. Đó, hiện dạng bao ăn uống. Anh chị gần xa thích con bò này cứ liên hệ em. Đó thì con bò này giá bán tại chuồng là 37 triệu. Anh chị gần xa thích thì nhanh tay nhấc máy xuống điện thoại em để trong hình. Đó. Chân thì chân móng sò, thùng lớn chân cối nha anh chị. Đó. Chân thẳng trụ, lưng thẳng băng. Đó anh chị, lông da bóng dần luôn. Thì cỏ nỉa về lụm ráo nha anh chị, bò dễ ăn uống. Đó thì chữa ba bê trên xa tầm 6 tháng rưỡi anh chị ơi. Thì giá anh chủ nhà em đã thương lượng sát giá cho anh chị về nuôi bao lợi nhận đó là giá 37 triệu đó anh chị ơi. Đó thì tơ thì bò nó giá những hơn bò đã xíu anh chị ơi. Đó thì mình nuôi được lâu dài. Giá cả hợp lý anh chị ơi, xuống bầu tròn vo rồi đó. Bò này nữa đi tầm 18-20 kg anh chị lứa đầu đó. Rồi anh chị cần liên hệ em.